Âm thanh bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em nha. Hổng gài mấy anh em không thấy mình đăng video bán đồ mấy anh em. Mà thật sự là hổng gài mình đi Trung Quốc, bữa nay là 11 ngày mấy anh em. Đi bệnh lặn lội vô từng kho, từng ngõ ngách săn đồ mấy anh em ơi. Nói chung buôn bán ngành này giờ thời buổi khó khăn quá nha. Mình đồ không đẹp mà giá không tốt bán được mấy anh em. Cho nên phải bỏ công đi săn nha, săn từng kho, từng món mấy anh em. Chứ mua đồ rồi nó gửi WeChat về, nó gửi toàn lựu đạn với bom không anh em ơi. Bán không có lời ha, nó gửi toàn đồ hư cho mình không. Bây giờ mình phải qua trực tiếp mình đi săn anh em. Năm nào mình cũng phải đi săn đồ 10 ngày mười mấy ngày vậy đó anh em. Về mới có những đồ đẹp bán cho mấy anh em. Bởi vì mấy anh em thấy kênh mình lên toàn đồ đẹp, lô đẹp không là gì đó mấy anh em. Đồ là mình qua bệnh mình lựa từ món mấy anh em à. Chứ mình không có mua lô ha, mình lựa từ món, từ cặp như vậy. Tới đây mình có về mixer bãi rồi nhiều anh em, Anh Quốc, Mỹ đồ mixer bãi nhiều, lo gầy cũng nhiều nha. Cho nên anh em cứ đón like ha. Bây giờ hôm nay mình sẽ đăng bán đầu tiếp nè anh em. Trước tiên mình đi đến cặp phân tầng đầu tiên nè ha. Phân tầng nè, cuộn dây màu vàng nè, gồm 3 cái tụ nè ha. Thì bộ này nó đơn giản nhưng mà nó nhẹ men ha, để cho những anh em nào gáp lo kẹo kéo ha, xài full 30 rồi ha, lo kẹo kéo thì mấy ngày là vô đối thủ rồi ha. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là nhẹ men mấy anh em. Tụ đơn giản vậy thôi nhưng mà nhẹ men lắm ha. Nhưng mà cái những cuộn dây nè, cuộn dây xịn nè, lọc xịn nè mấy anh em, thì nó sẽ trông tiếng hơn những đồ và đồ Việt Nam mình ở đây mấy anh em nha. Đồ bãi thì nó trông tiếng hơn ha. Như bộ này mình bán rẻ cho mấy anh em nè, 550.000 gì lắp kéo kéo mấy anh em ha. Đó, cái bộ thứ hai nè mấy anh em, cũng rất là xịn sò luôn ha. Tụ màu vàng nè, đó, MBT nè. Tụ này thường chạy trong mấy lô dây beo, mấy phân tầng dây beo nè ha. Bộ này thì đây ha, bộ này thì 650.000 mấy anh em đó. Cái bộ tới nè mấy anh em ha, bộ này đồ sầu hơn chút, cũng tụ vậy hả mấy anh em nha. Là bộ này thì ngon lành hơn ha, nhìn tốt hơn chút, điện trở nhiều hơn, đây tụ rồi ha, lớn hơn. Bộ này sẽ 750 ha. Tới bộ này mấy anh em, thì bộ này thì chạy 3 cuộn dây ha, 3 cuộn dây toàn là chạy tụ xịn không nè ha. 3 cuộn dây rồi một cuộn bát lớn mấy anh em à, bát rất lớn luôn, bát lớn có thể bộ này quýnh được cuộn trăm luôn mấy anh em, từ 200 ngoài quýnh tốt luôn á. Còn là chuyện chở lớn nè, 3 cuộn dây ha, 3 cuộn dây rất là xịn sò, một cuộn lọc chép, một cuộn dằn mát chép mấy anh em nè. Tụ EC không nè ha, bộ này thì 900 mấy anh em à, điện chở 50W luôn nè, điện chở đó. Như bộ này tiếng này khỏi bàn mấy anh em nha. Đó, cái bộ cuối cùng nè, đó là bộ CF. Bộ tầng này rất hot mấy anh em, hầu như mình được bộ nào mình bán bộ nấy, hầu như là hết mấy anh em ha. Mấy bộ này là bán rất chạy ha, lên nhiều là bán cho mấy anh em hết bao nhiêu mấy anh em đó. Như bộ này nè, gồm 2 cuộn nè, bát EC lớn nè ha, tụ 2 cuộn bát ha, tụ chép nè, chống hú luôn mấy anh em, có phần chống hú chép nữa nè ha. Đó, bởi bộ này thì hot lắm, mấy bộ này là có bao nhiêu thì bán hết nhiêu mấy anh em à. Bộ này bộ lớn luôn nè, thì hai đơn chở lớn nha. Đó, đây mình em mình thấy không, nói chung mấy cái này rất đắt tiền mấy anh em. Mấy cái bộ phân tầng này nè, mấy cái cuộn dây này mất tiền lắm, mấy cái cuộn dây AC này mất lắm, điện trở cũng gì, tụ này cũng gì, mình mua không rẻ đâu mấy anh em ha. Như bộ này mình bán cho mấy anh em 1.700.000 nè, bộ phân tầng CF ha, 2 bát 1 chép mấy anh em nha. Mấy bộ này tiếng hay lắm, tiếng cực kỳ hay, khách cũng hỏi suốt mà mình không có được nhiều mấy anh em. Đồ hay thì nói chung săn không có được nhiều, tại vì giá cả nó cũng căng mà mình săn cũng không được nhiều mấy anh em, bán cho mấy anh em ha. Cho nên mấy bộ này nó cũng hiếm thị trường nha. Cái đây mình có hai cái lọc nguồn bãi nè mấy anh em ha. Nói chung là mấy anh em xài lọc nguồn bãi thì nói chung là đồ nó rất là chắc chắn mấy anh em à. Những cái ổ ghim này nè ha, nó rất là xịn sò mấy anh em. Như cái này nó có cái cù dao nè ha, để mình gắn dây điện nguồn vô đây, như đường dài ngắn mình gắn theo ý mình luôn mấy anh em nha. Tại vì những cái này nó xài cái đồ sân khấu lớn nè mấy anh em, gồm 8 đường ghim này ha, 4 đường ấn trước, một đường nữa nè, 9 đường mấy anh em, 9 đường ghim ha, công tắc tắt mở cái này hoạt động tốt nè ha. Dây thì có thể mình nối được bao xa cũng được hết, dây nó gắn rồi liền, gắn rồi ha. Bật cái cục này bán 1.900.000 rồi mấy anh em, rất nặng mấy anh em à, rất nặng nha. Rồi tới đây mình có cục này nè ha, 8 đường mấy anh em đó, 8 đường lớn nè ha.
mặt nguồn là bãi nè. Cái dây của nó thôi anh em nhìn thấy đầu bãi không? Cái dây nó làm rất là tốt, dây nó rất là lớn nè anh em thấy không? Cái cuộn dây nó dây xịn nè anh em thấy không? Có đóng số, có đóng mã trên này luôn nè. Ha. Đó, lọc nguồn bãi thì khỏi chê rồi anh em. Ha. Đó, anh em mua lọc nguồn mới thị trường cũng 1,5 triệu anh em. Cái này mình bán 1,8 triệu nè ha. Lọc nguồn bãi anh em nha. Còn bãi thì nói chung chất lượng lắm. Nói chung lọc nguồn bãi thì anh em xài anh em khỏi phải chê. Ha. Tới đây mình có mấy cặp chép nè anh em. Nè, mình có một cặp chép 350 neo. Cái này có BNC ý xịn nè anh em à. Nha. Nè, quay cái mâm lên biết liền nè. Ha. Mình có một cặp nè. Còn zin đẹp hết anh em. Một cặp này nè. Zin đẹp hết ha. Zin đẹp từ A đến Z, mình đồ của Tấn Phương thì mình bán bao zin bao đẹp mấy anh em à. Nè. BNC nè. Đó. 350 nha mấy anh em. Chép neo 350 của BNC. Ha, đồ này mình bao hàng ý xịn mấy anh em à. Ha, cặp chép này mấy anh em bán cho 2,5 triệu nè mấy anh em. 350 BNC. Đây. Đấy, có cặp chép này của Trung Quốc bãi mấy anh em nha. 450 mâm đen Trung Quốc bãi nha. Mâm đen nè. Cái mâm nó mâm xịn nè mấy anh em nè. Mâm chạy giống như mâm đen của BNC ha. Đây. Từ đen nè, từ dày đen luôn ha. Không cặp giống nhau luôn mấy anh em, mâm đen hết. Nói chung anh em nào cũng có mua chép này của mình nhiều đó. Nói chung mấy cái này tiếng rất hay ha, mình bán cho mấy anh em 1,4 triệu ha. Chép neo, chép từ thường từ đá mấy anh em à. Nhưng mà nghe hay lắm. Cái này á mình mấy anh em nhìn thôi nó khác với hàng chợ Lazada Shopee bán nhiều, Việt Tảo bán mấy anh em. Thì đâu bán 4 bán 700 chứ không bằng ở đâu. Nó hay lắm. Tiếng của cái này mà khách mua của em của mình hoài tiếng rất là hay ha. Tới đây mình có một cặp BNC neo khối nè mấy anh em. Neo khối trắng, khối đục mấy anh em à. Mấy anh em mà nhìn là biết chơi là biết cái neo là neo xịn nè. Ha. BNC nè, neo khối xịn nè. Ha. Cái từ này là từ neo của Ý mấy anh em à. Chứ không phải từ đồ của Trung Quốc đâu. Từ Trung Quốc nó không đục gì ha. Keo này, keo gâu nè mấy anh em. Đó. Rất là đẹp nha mấy anh em nha. BNC. Đây. Cun nó phẳng lớn mấy anh em. Cun phẳng từ 76 lấy lên mấy anh em à. Ha. Cun rất lớn. Đây. Một cặp luôn. Neo BNC Ý nè. Ha. Cái từ này là của Ý nhưng mà cái khung xương này á là của đồ bãi mấy anh em. Ha. Tại vì cái đồ bãi cho nó lắp một số từ giấy màng là của Ý nhưng mà cái khung xương này là hàng Trung Quốc nó lắp mấy anh em. Đồ bãi á. Ừ. Hàng nói chung là hàng bãi mấy anh em. Hàng bãi này nó có số một sàn linh kiện xịn ha. Hai chiếc là giống nhau hệt luôn, cả cái keo gâu này mấy anh em thấy không? Keo gâu rất là đẹp luôn, lịch sự luôn thấy không? Keo gâu nó làm giống như cái keo gâu của Ý không? Đó, cặp này thì còn hầu như mới 90% mà chưa sử dụng đâu mấy anh em thấy không? Lưng gốc nó còn nè. Đó, quá mới luôn. Đây. Đồ của Tấn Phương hầu như là vậy không đó mấy anh em thấy không? Là mới tinh nè. Thấy chưa? Keo ốc hai chiếc là giống nhau 100% anh em à. Neo khối BNC xương đôi ha. Mình quay kỹ cho anh em nè. Đó. Cặp này mình bán cho anh em 4 triệu nha. Tới đó mình có một cặp neo bi nè. Neo bi xương đứng anh em à. Neo bi xương đứng ha, xương cát nè. Ha. Cun cũng lớn lắm anh em. Cun phẳng từ 76 lên tới 80 mấy chứ không nhỏ ha. Thì mình nói phẳng đó cho chắc ăn. Chứ còn nếu mà đo thì mình phải muốn biết được chính xác thì phải mở cái lo ra đó. Nè, mình anh em thấy không? Neo bi khối đục đàng hoàng. Đó, nhìn là biết đo nè. Màng nè. Đó. Mấy cái này thì nói chung tiếng đó, cái này thì trước mình cũng về mấy cặp mấy anh em. Bán nhiều cho mấy anh em, nói chung mấy anh em xài thì cái này tiếng thì rất hay. Ừ. Mấy anh em nè. Màng có số má này cũng vậy nè. Ha. Giống nhau mấy anh em. Neo khối đục nè. Thấy không? Đó. Nói chung cặp này thì còn cũng rất đẹp luôn. Hầu như mới chưa sử dụng nữa mấy anh em à. Nè, rất đẹp luôn. Đó, còn mới 90% lò của Tướng Phương là mới 90% không mấy anh em. Nói chung mình mua xăng mà. Ừ. Rồi cặp này mình bán 4,2 triệu nè mấy anh em. 4,2 triệu. Tới đây mình có hai cặp GCF, mình nhớ về được hai cặp GCF mấy anh em. Nha. Cặp này là cặp GCF đời trước nè. Của này của Trung Quốc mấy anh em, Trung Quốc bãi. Keo màu hồng nè. Ha. Cặp này cũng mấy cái cặp này quýnh lực lắm. Tiếng lực nha. Nè. Từ 22 cun trăm lô này rất cao rất sâu mấy anh em à. Đây, một chiếc lỗ mũi rất đẹp.
lỗ mũi cao bự, viền ba gân nữa. Lo này thì nó lực ha, quýnh các lực một cặp giống nhau luôn mấy anh em, giống nhau thịt luôn ha. Đây như nhau ha. Lo này thì nó còn rất mới mấy anh em, cặp này còn rất mới nè. Màng ba gân của GCF nè, cũng cool nè, còn rất đẹp luôn mấy anh em nhìn nè. Mấy anh em nhìn biết lo xịn nè, cái tầng nó bung đen thấy không, keo nó màu hồng nè, có mã vạch luôn mấy anh em thấy không nè, cái keo nó nè đó mấy anh em nhìn thấy. Lo hàng bãi Trung Quốc bãi thì nó đẹp gì đó mấy anh em, rất đẹp đó. Rồi cặp này mấy anh em mình bán cho rẻ luôn, 4.300.000 luôn mấy anh em đó. Tới cuối cùng nè, một cặp 50 nè, GCF siêu phẩm mấy anh em à. Cái này GCF 401, nói chung cặp này thì anh em săn nhiều ha, cặp này anh em săn nhiều, nhìn biết bao xịn này nè ha, khuôn màng nè, nói chung cái GCF này cặp này nhìn biết bao xịn nè, nhìn cái màn giấy của nó nè, thấy không anh em thấy không đó nè, tem nè, cọc nè ha, lo còn rất đẹp nè. Từ 22 cool 100 ha, lo GCF thì 401 thì nổi tiếng rồi, quýnh rất là bạo lực, rất là bạo lực mấy anh em à. Nè 401 nha, nói chung anh em nào phái bạo lực thì chọn dòng GCF mấy anh em à. GCF thì nó bạo lực nha, còn Evening thì nó mềm mại dễ chịu, còn GCF thì nó bạo lực nha. Anh em nào phái bạo lực thì chọn dòng GCF. Đây nè, có tem GCF đây nè đó, màng nâu nâu là nhìn là biết nó rồi mấy anh em à, còn rất đẹp luôn. Cặp còn rất đẹp, lau chùi sạch sẽ còn rất đẹp mấy anh em. Đây GCF 401, nói chung với cái dòng này thì mình nó rất hot mấy anh em ha, mình có về nhiêu là mình bán nhiêu, nó không có số lượng nhiều ha. Và cặp này mình bán cho 7.500.000 này mấy anh em, nói chung cái giá này á, thì cặp GCF 401 này hầu như mình có cặp nào là bán cặp nấy mấy anh em ha. Ít có khách là người ta rất thích cái dòng GCF này ha. Rồi hôm nay âm thanh bãi Tuấn Phương ha, con solo bán mấy anh em nha. Đó mà hôm nay nói chung về cũng mệt mấy anh em, mà lâu quá rồi, mười mấy ngày không có đăng video nha. Hôm nay mình sẽ đăng video bán đồ cho mấy anh em. Rồi mấy anh em nào mua thì chốt like với mình ha. Mình xin cảm ơn mấy anh em, xin kính chào, hẹn lại video sáng theo nha mấy anh em. Xin tạm biệt mấy anh em.